Chào các bạn nhé. Hiện giờ tôi đang có mặt trên cổng đền Tế Thiên các bạn ạ. Hôm nay là ngày mùng 7 Tết, lượng khách lên viếng chùa rất là đông. Lượng xe tôi đang quay cho các bạn xem đây. Đấy. Hiện tại bây giờ là cái này làm gì có đạp mà đạp. Có hai cháu gái. Cái này chỉ rất là xinh. Xin chào các bạn nhá. Cháu là người ở mình ở Tây Thiên nhá. Tam Đảo Tây Thiên đấy thì. Ôi giời ơi. Mình đây là học sinh cấp 3 nhá. Các bạn có nhu cầu thì đến Tây Thiên chơi và các bạn nào được nghỉ lễ mà không có việc làm thì đến bến xe nhà mình trông xe ghi vé. Đây hai bạn trông xe rất trẻ đẹp đây. Các bạn ở dưới Hà Nội xin chào mà. Chào bà con. Cứ lên trên này thăm đền thì ghé vào thăm hai em nhá. Thôi xin chào hai cháu nhá. Vâng, chào chú. Rồi. Tối nay là mình vào luôn kênh. Mình đang quay điểm qua cho các bác xem lượng xe của video trong video các bác nhá. Xe máy này. Bây giờ thì vẫn là sớm mà lượng khách lên rất là đông rồi các bạn. Các bác nhìn cái lượng xe này, các bác biết là lượng khách lên thế nào rồi. Đúng như là cái hứa tôi năm ngoái tôi làm một clip rồi tôi đã nói là sẽ làm trọn vẹn một chuyến đi cáp treo. Thế nhưng mà do thời tiết năm ngoái mưa nhiều và âm u cho nên là có đi cáp treo thì quay cũng không được, là cảnh không đẹp các bạn. Thời tiết năm nay thì nó nắng ráo và hôm nay nắng rất đẹp vào ngày mùng 7 Tết. Nên là tôi sẽ làm nút tuyến cáp treo cho nó trọn vẹn để các bác xem. Hiện giờ tôi đang đi ở khu vực công viên của Tây Thiên các bạn ạ. Cảnh quan rất là đẹp. Đây là tuyến đường trong công viên các bác nhé. Toàn bộ đây bây giờ bước ra đường chính vào đến cổng đền các bác. Em cập nhật qua cái lượng khách lên với cái lượng xe lên để các bác xem. Còn rất muốn quay trong bảo tháp kia để cho các bác xem, nhưng mà trong bảo tháp người ta không cho quay phim chụp ảnh các bạn. Đây là lượng xe đỗ từ ngoài cổng đỗ vào các bạn nhé. Em chỉ quay điểm thôi thì hôm nay chủ yếu là đi quay cái tuyến cáp treo, phong cảnh cái tuyến cáp treo cho các bác xem.
đi nhiều. Hôm nay là chủ yếu các gia đình đi làm lễ thôi các bạn ạ. Nên là xe ô tô nhiều hơn là xe máy nhiều. Cảnh khách đến trước cổng Đại Bảo Tháp. Đông các bạn, xe để các bãi tư nhân và bãi của công ty. Đây là bên sân bãi để xe của Bảo Tháp này. Đây chưa phải là ngày hội chính nha các bạn. Hội chính nó vào 15 tháng 2 cơ. Nhưng mà đầu xuân năm nay nó cũng tạnh giáo, cho nên là lượng khách đi rất đông. Đường đi bộ trong công viên của thiên của Tây Thiên. Rất đẹp các bạn. Năm nào cũng được trang trí bằng hoa tươi. Đây là toàn bộ cảnh trước cổng đền Tây Thiên các bác nhé. Cái lượng xe rất đông. Các bác quan sát từ trên cao xuống nhé, nhìn một chút của quang cảnh trước cổng đền. Rồi các bác cùng em đi tiến vào khu mua vé để đi cáp treo các bác nhé. Khi là đền trình các bác nhé, đền trình năm ngoái video em đã làm rồi. Xin chào nhá, quay tí nhá. Ôi dồi ôi, xin chào. Ở tận đâu lên đây tham quan em? Em ở đây ạ. À thế à, đông người đẹp quá. Đây, trước khi đi cáp treo thì các bác phải mua xe, vé xe điện vào nhá. Rồi đi xe điện lên điểm bán vé cáp treo các bác. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hai bạn nhỏ này là không phải cần đâu, dưới một mét. Đúng rồi, hai bạn không cần. Đứng nhất là cô gái đi di chuyển đi. Chú không nghỉ để ăn trưa? Không được nghỉ để làm cơm trưa. Bây giờ đã ngồi yên vị trên xe điện được các bác nhá. Đi đi này. Nhắm cho mọi người đi, không mọi người đi đâu. Không để nó đây rồi, kệ. Nhìn thấy rồi đấy, không biết đâu. Cả đang đi xe điện lên các bạn ạ. Nhà mình đấy đây. Chào bố rồi, cháu bé này đi à. Chào nhá. Chúc năm mới nhá. Học giỏi nhá. Rồi, ok. Quay cái quãng đường cho các bác xem cái đường bắt đầu đi cáp treo. Trước tiên là các bác phải đi xe điện lên bến cáp treo lại mua vé tiếp. Vé cáp treo là bao tiền em nhỉ? 240 là cả lên cả xuống đấy. Rất đẹp. Bây giờ chùa nào đền nào giờ ta cũng vẫn làm ná ná như nhau mà anh. Bây giờ đã đến rồi các bác nhá. Đây toàn bộ chuyến xe điện mình. Em lên Tam Đảo đây. Bây giờ bác quay cho này. Ở đây đúng rồi. Đây là toàn bộ cảnh đây. Mình lên trên này một cái này. Lên trên này. Đây, cây này đúng không? Lượng khách rất là đông các bạn, cho nên là em phải quay ở trên góc độ cao một chút nha các bạn nhá. Đứng đây. Ok, xin chào. Đây là cổng vào cáp treo các bác nhá. Mẫu đấy. Rất đẹp. Cổng vào đang tưởng như đi bên Trung Quốc. Rất đông khách nên xuống các bạn. Chê khác đi kìa. Xin chào. Xin chào. Chúc năm mới mạnh khỏe.
giờ trước tiên là phải vào mua vé các bạn. Đây, cả đoàn dưới Hải Phòng là đi lên cáp treo cùng với kênh đây. Xin chào các bác nhé, chào kênh nhé. Rồi, đây toàn bộ cái cảnh là lên. Lên cáp treo. Rồi. Xin chào. Đây các bác tận Hải Phòng mà đã lên tới đây rồi, chắc là phải đi từ sớm lắm đây. Những cây đào đẹp quá. Đào đẹp quá nhỉ. Bây giờ lên cáp treo các bác nhá. Mua trên đấy. Lãnh đạo đây là lãnh đạo. Vâng vâng. Đây, toàn bộ cáp treo là phải đi theo luồng rất là đông. Bây giờ mà đi đợi đến lượt mình thì chắc phải 10-15 phút. Lâu lắm. Lâu đây. Khi di chuyển 30 phút thì mới bắt đầu mới được tiến đến cửa các buồng cabin cáp treo các bạn nhé. Không có chỗ đứng à? Không có chỗ mà đừng ngồi, chỗ cái gậy của bác không ấy. Không, giờ yên tâm.
Thôi rồi thì này chết. Cậu đừng cấu đùi cho nhá. Ôi giời, đừng cấu đùi. Đừng cấu đùi. Không ai nhìn không đặt tí nhá. Đừng bay không? Cứ quay đi. Đừng bay giờ đi cấp treo. Bác quay, bác phải nhìn đằng sau mới thích. Đẹp, bác nhìn đằng trước thì sao đẹp. Chóng mặt. Phải nhìn đằng sau mới đẹp. Xà phết đấy mọi người ạ. Nhìn này thôi nhưng mà sao lắm ấy. Tiếp tiền trên kia rồi mà. Tiếp tụi bố không phải đơn giản đâu nhá. Mình chưa kịp ngắm nó lại. Mình cứ nghĩ là nó ngắn thôi nhưng mà dài lắm phết. Mày đi cấm mặt. Bay không Tiếp? Giống đang bay không? Đấy, quay đi, quay live stream đi. Cái mỏ vi ra ngoài đấy. Đấy gió luôn. Ở dưới đáy này này. Đây trên này là hở mà. Chứ nó mát chứ không. Ở đây có nhà này. Có nhà người dân tộc. Có dân trường. Dân trường. Công nhà của đa số của công trường của người ta làm dựng là nhiều. Tí đến rồi kia còn mới tít lên đỉnh. Dạ, đỉnh kia kìa. Nhưng mà đi bộ trên này. Thế không biết là lối đi bộ là lối nào nhỉ? Đi bộ à, đi bộ 4 cây số chị ạ. Vâng, nhưng nóng về vẫn đi đấy. 4 cây bình thường. Đây đây có cầu rồi. 4 cây leo dốc. Đẹp nhỉ. Bây giờ nó có bậc còn đỡ, ngày xưa nó toàn đường đất đi vất lắm. Là đâu nó cắt treo chờ đâu. Đường đất nó mới thành chữ quả. Bây giờ thì cắt treo này. Không quay được. Đây này đường bộ đây này. Đây. Đây đường đi bộ đây này. Bên này bên này. Đây này ngồi quay lại mới nhìn thấy rõ. Đây là đường mà ta vào đến miền Trung. Chỗ này là yêu yêu tình lết đây này, xem phim yêu tê du ký đấy. Đúng không? Phải đấy. Đi này nó giống Yên Tử nhỉ? Đi này giống giống Yên Tử lắm nhá. Giống Sa Pa. Núi nào chả giống núi nào. Giống Yên Tử ấy. Đi Yên Tử nó cứ xuống rồi lại lên. Ôi, cái đường cáp treo này mình nghĩ là ngắn như dài ra phết đấy. Không, có 8 phút thôi. 8 phút cũng là dài rồi. Đấy, quay quay cái ấy này là đẹp, cái dốc nó lên kia đẹp kìa. Suối này, suối này. Đi do lên. Đấy, nước nó chảy vào đá. Xuống. Ta lại lên núi này, ta không này. Vừa nãy đi xuống, vừa lại đi lên. Này, quay cái chỗ này đẹp này, cái chỗ đường lên này đẹp. Nên thì nó êm hơn. Còn xuống cũng được. Còn xuống mấy cái vèo cái xuống cũng thích. Lên lần nữa. Đây nhìn thấy núi núi đá này nắm rắn. À dạ. Đây giờ. Dân nó có vào đây lấy măng không? Có chứ gì. Lấy đâu. Mua tôi bán chợ nhiều lắm. Đây đây măng rừng rất nhiều này. Ở nhà kìa. Kiểu thế này có hổ không? Không, đấy đâu ra hổ đây bây giờ. Mày cùng nắm có con dê. Không phải, đây cùng nắm có con nai, con hươu, còn sót lại được con nào con lợn rừng thế thôi, còn không bao giờ có. Đây là lối đi bộ đây à? Hổ. Đây là hát nữa. Nhiều loại nhà có. Mà nó mua nắm một chuột. Dùng cái loại chuột. Thuốc đi. Nhờ. Quay đây xem nào. Đấy kìa kìa, có cả thác kìa. 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 Có cả thác đâu? Mượn cái tay của bác này. Bác cho em mượn cái tay của bác một tí. Đâu ấy? Nên độ cao này cũng phải 1000 mét đấy. Cho em mượn cái tay em bay ra. Lại lên. Đấy, to như cái bảng đấy. Trên mấy tít kia mà nó có thác. Trông nó cứ trông nó cứ trắng tròn như cái bảng. Ui giời ơi. Cứ tưởng là dưới chân núi. Chị đi thì theo cái nhu cầu mình thích lên đền Thượng thì mình lên, không thì lên đền Trung với đền Hạ thôi thì nó thấp. Tất nhiên là không. Phải tất ra. Đã làm sao được? Núi cao ấy kìa. Xem rừng như này là có người ở. Có mấy tộc hả? Tộc kinh qua cái núi lên lên tầm đảo đấy, qua sang núi bên kia đấy, nó tầm đảo đấy.
Úi giời, bác Hoa là tươi xinh. Không biết cao bao nhiêu nữa đấy. Bác Hoa xinh lắm. Cũng đâu vậy trẻ xinh. Chè. Bên kia là cái gọi là Hồ Thiên Nga ở Hồ Thiên Nga ở Thái Nguyên nè, là bên kia núi rồi. Hết rồi, đến nơi rồi. Đây là cổng, đây là cổng chào. Giờ con còn không nhìn thấy bên kia đấy, lên đến đây thấy kiểu tai lặng lắm. Đúng rồi. Ồ. Em chưa gì mà tính mà đi 4 giờ mới về nhà. Mới về. Ít thì độ cao xong. Đi độ cao, độ cao để em thử. Đi bộ ba đèn khuất. Xuống dưới, xuống dưới mọi người ai thích đi thì đi, còn đâu ai không muốn đi thì mọi người ấy. Trên này có những người ta. Trên này có đèn, đèn trung, đèn thượng, đèn hạ. Các ta đây đừng đội vội tí nữa mẹ không sách. Hết rồi, hết tiền rồi. Đây. 120 một lượt là hết tiền rồi. Tạm này tí nó có sóc. Con lợn này chạy được tí. Đấy, thế đến rồi. Xuống rồi. Xài. Ui giời. Rồi, đến rồi. Sao lại có 8 phút nhỉ? Phải hơn. Vâng mạnh. Ui, làm nhanh không? Không bằng lúc lên. Ngồi xuống, ngồi xuống. Từ đã. Ngồi xuống. 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 Cho người nào cũng hoảng thế này. Có gì mà hoảng. Đây là đường khách để chuẩn bị xuống cáp treo các bác nhá. Khách đi rất đông. Bây giờ mời các bác lên đền thượng tham quan các bác nhé. Đang cái nhớ mãi cái năm đi lúc năm lớp 12 đi, xong là có hai ông bà đi tầm tầm một tí mà chơi có cắp treo đâu, xong hai ông bà đi cùng nhau lúc ấy mình đi xuống đấy. Đây là khu nghỉ chân và khu dịch vụ cơm phở ăn uống các bác nhé. Bữa xào chỗ đói con. Bữa xào đấy rồi mẹ. Chưa phải ngày lễ rất là đông các bạn. Long người cháu ở đây không? Cô đi đâu vậy? Cháu nhìn mãi chẳng thấy đâu. Sau chứ, sau cháu nhìn trên dốc cho cây chỗ. Cây chỗ. Mới 16 đây anh chị. Gọi đi nhanh lên bạn, bám ít anh á, không lạc đấy. Đâu rồi? Các bác đang tiến lên cổng đền thượng các bác ạ. Đền thượng và đền mẫu. Đây. Anh chị mua gì làm lễ anh chị ơi? Đây là toàn bộ cảnh dưới sân của đền thượng các bác nhá. Đền thượng và đền mẫu đây. Thank you.
Hôm nay là thứ bảy cho nên là khách nên rất đông các bạn. Bây giờ mà các bác nên tham quan qua đền một chút nhé. Đây là toàn bộ quang cảnh đền Mẫu Tây Thiên nhé, các bác nhé. Đền Địa Mẫu các bạn. Đó, em đã quay tất cả cái khung cảnh trước đền Mẫu, Quốc Mẫu và đền Địa Mẫu các bạn. Nên khách hôm nay mới là mùng 7 Tết thôi nhưng mà nên rất đông. Nên hôm nay vẫn là thứ bảy chủ nhật. Nên là vẫn không khí Tết nên rất là đông các bạn nhé. Sau khi thăm đền Mẫu, Quốc Mẫu xong thì tôi cũng ra ga cáp treo để xuống ga các bác nhé. Đây là toàn bộ đường xuống cáp treo để xuống đây. Xuống thì có vẻ là vắng hơn. Đi vệ sinh không? Thank you.
sợ rồi. Cái đồng đây có gì là cao, nghe là xếp hàng nó lâu, đâu mà đông lâu như này vẫn chưa thua gì cả. Đầu năm vừa rồi em đi Sapa nó xếp hàng nó phải đến 4 tiếng nên nó chán lúc nó... bây giờ bảo về cho về là về mà cứ đứng tiến thoái lưỡng nan thôi, vào giữa rồi. Sau khi di chuyển được khoảng 15 phút thì đã xuống đến bến ga lên rồi các bác nhé. Sau khi lên cáp treo di chuyển khoảng 15 phút thì bọn em đã xuống đến bến đầu dưới của ga cáp treo các bác nhé. Lên cáp treo này ngày Tết này thì nên nó đông, chờ đợi nên xuống rất là lâu, đi thì rất nhanh các bạn, nên các bác chủ động cái thời gian, nếu mà có đi thì cũng nên đi sớm để nên cho nó đỡ phải xếp hàng lâu. Video bây giờ cũng là dài rồi, em cũng xin phép các bác để dừng video ở đây, mong các bác xem trải nghiệm và cập nhật. Thấy hay thì các bác cho xin một like và đăng ký kênh, ủng hộ kênh các bác nhé. Xin chào các bác.